Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình Lý Do Sài Gòn TV và theo dõi chương trình In Your Skin, một chương trình của công ty dược mỹ phẩm Forever Biomore. Và quay lại với chủ đề ngày hôm nay, đó là chủ đề về nám. Và công ty dược mỹ phẩm Forever Biomore muốn giới thiệu đến quý vị một cái sản phẩm trị nám da mà có thành phần là hoàn toàn từ thiên nhiên. Và đặc biệt là mình không có chỉ thoa kem này bên ngoài thôi, mà chúng tôi còn có những cái sản phẩm mà quý vị có thể uống vào bên trong để mà nuôi dưỡng cái làn da của mình khỏe mạnh hơn và đánh tan đi cái vết nám mình đang có. Dạ, thưa quý vị, Jennifer muốn nhắc lại đó, cái bộ trị nám này đó, nếu mà quý vị mua riêng á là mình phải trả tới 650 đồng lận. Đúng rồi. Nhưng mà cái giá đặc biệt hôm nay cho 6 sản phẩm á, không phải là 650 đồng mà chỉ có 410 đồng thôi. 410 đồng cho 6 sản phẩm mà quý vị mua ngày hôm nay á, thì cái 30 gói collagen, không phải là 30 gói không mà tới 60 gói, tức là được tặng thêm 80 đồng nữa. Tại vì bình thường á 30 gói collagen của mình là 80 đồng rồi, phải không Jennifer? Dạ đúng rồi. Thì trong cái bộ này gồm có là kem serum nho thai cừu để dưỡng làn da quý vị trị nám, có kem tổ yến để dùng băng nhài để nuôi dưỡng cái tế bào lại, và có kem trị nám để xài vào ban đêm. Thì khi quý vị mua cái bộ đó, quý vị sẽ được tặng không phải là một sản phẩm mà tới 3 sản phẩm, được là 3 sản phẩm thực phẩm chức năng. Đầu tiên là thuốc viên Miracle Capsule, trong đó có những cái loại dược thảo cũng giống như là những cái cây sen, những cái vitamin E và bột ngọc trai để giúp trị nám. Đồng thời cũng có là cái serum nhau thai cừu để mang đến quý vị một cái làn da đẹp, sáng, điều màu. Và trong đó đó cũng có là không phải là 30 gói mà 60 gói collagen bột lận. Thì nguyên cái bộ đó ngày hôm nay đó là chỉ có 410 đồng thôi. Thì nếu mà mình chia cho 6 sản phẩm vậy đó thì đó là khoảng 68 67 68 đồng thì Xuân Quỳnh nghĩ là giá rất là phải chăng để mà mình có được một cái làn da đẹp hơn. Tại vì em biết là bây giờ mà mình đi bắn laser trị nám đó thì nó cũng không có rẻ đâu, và nó chưa chắc là nó sẽ giúp quý vị trị nám được lâu dài. Tại vì khi mà mình dùng laser thì rõ ràng là cái làn da của mình nó sẽ mỏng hơn. Laser, nếu mà mình đi đúng chỗ và cái người biết bắn laser của mình biết cái làn da châu Á của mình giống như sao đó thì nó cũng có hiệu quả. Nhưng mà nếu mà quý vị về mà quý vị không có săn sóc làn da của mình bằng cách dùng những cái sản phẩm tốt và nuôi dưỡng cái tế bào lại đó thì nó rất là uổng cái tiền mình bỏ ra cho laser. Đúng rồi. Và đặc biệt là những cái sản phẩm mà của công ty mình đó, đó là những cái thành phần tự nhiên, thành ra quý vị sẽ không có bị một khi mà mình nuôi dưỡng được cái làn da này mình không có sợ là sau này mình sẽ bị nám nữa. Tại vì đây là mình trị từ gốc trị ra, chứ không phải là mình chỉ bề ngoài cái bệnh thôi, mà mình trị từ bên trong cơ thể nữa. Đánh vào cái gốc của cái nám để này quý vị không có cần lo mà nám nó trở lại. Và đồng thời những cái sản phẩm mà quý vị thấy trong cái bộ này đó không phải là dễ đi tìm. Kem tổ yến thì mình ăn vào được, nhưng mà có cái kem yến đó thì cũng rất là hiếm có. Giống như serum nhau thai cừu, nhau thai cừu rất là khó mà để source ra. Và nếu mà source mình phải tìm là những cái loại cao cấp và chiết xuất sao đó để cho nó an toàn và có hiệu quả và cho cái làn da quý vị nữa. Và quý vị ơi, cái sản phẩm của chúng tôi có promotion rất là ngắn ngày thôi, tại vì promotion rất là đặc biệt. Như đó quý vị hãy gọi nhanh tay lên mà gọi vào số điện thoại là 415-819-1497 để mà giữ được những cái promotion này. Nếu mà quý vị điện trên đài ngày hôm nay, tại vì cái này là đang live show, nếu mà quý vị điện vào ngày hôm nay đó, trong giờ live show đó, quý vị sẽ được tặng thêm là 30 gói collagen bột. Và quý vị sẽ được tặng thêm đó là cái bình thủy tinh của công ty Forever Biomore. Cái này không có bán ở ngoài. Và cái bình này rất là đẹp. Quý vị có thể xài cái này chung với lại những cái thực phẩm chức năng trong cái bộ trị nám này. Thì nếu mà quý vị điện vào ngay lập tức vào số 415-819-1497 đó để đặt cái bộ này đó, quý vị sẽ được tặng không phải là 30 gói mà được 60 gói cái collagen bột với lại cái bình thủy tinh này nữa. Mà một hộp 30 gói là trả trị giá là 80 đồng rồi thưa quý vị. Và nếu mà quý vị ở vùng Nam Cali đó, quý vị có thể đến chi nhánh công ty Forever Biomore ở góc Harbor và MacArthur. Cái này là khoảng 15 phút lái xe từ Phước Lộc Thọ thôi, cũng không có xa quá. Quý vị có thể đến chi nhánh này để tư vấn làn da của mình, xin những cái bộ free samples hoặc là để mua cái bộ trị nám này mang về nha. Cái số đó Jennifer muốn nhắc lại là 415-819-1497. Và bây giờ mình nói lại cái phần mà promotion cho toàn bộ cái sản phẩm ngày hôm nay đi. Thì hồi nãy Jennifer có chia sẻ là toàn bộ sản phẩm của mình đó là nó chỉ có là 410 đồng cho 6 sản phẩm. Vừa uống
và bên trong mà mình có thể vừa thoa bên ngoài nữa. Dạ. Như là Jennifer Coppon, phải không? Có một khán giả rồi Dương. Dạ, có một người khán giả. Dạ. Và dạ. Và cái chi nhánh của công ty Forever Be More đó là mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày thường, còn ngày weekend là từ 11 giờ đến 6 giờ. Quý vị có thể nhắn vào cái số phone 415 này 819-1497 để đặt cái giờ walk-in. Đúng vậy, và mình có thể nhắn vào để mà mình giữ được những cái promotion đặc biệt ngày hôm nay. Dạ, và tuần này cũng có một cái rất là đặc biệt, đó là cái sổ số của công ty Forever Be More. Dạ, thì mỗi ngày trên show đó, Jennifer và Xuân Huỳnh sẽ đưa một cái câu hỏi ra. Thì quý vị có thể nhắn vào với lại cái câu trả lời của quý vị. Để thứ năm này đó, mỗi thứ năm mình sẽ tức là ngày mai đó, là mình sẽ sổ số xem người nào, người khán giả nào sẽ là người may mắn nhất, phải không? Dạ. So cái sổ số đó đó là ngày mai mình sẽ đem cái quầy sổ số vào. Thì Jennifer và Xuân Huỳnh cũng chưa biết là tặng cái gì nữa, so quý vị phải theo dõi cái chương trình để coi đó là cái người may mắn đó sẽ được tặng cái gì. Thì nếu mà quý vị muốn tham gia cái sổ số này đó, cái này là hoàn toàn miễn phí, quý vị không có cần mua gì hết, rất là dễ để tham gia cái sổ số. Quý vị có thể nhắn vào cái số trên màn hình, đó là 415-819-1497, và nhắn 1, 2 hoặc 3 để trả lời cái câu hỏi trên màn hình. Rồi. Khi mà quý vị nhắn vào cái số phone đó là 415-819-1497 đó, thì công ty dược mỹ phẩm Forever Be More sẽ gửi đến cho quý vị cái câu hỏi bằng tin nhắn. Rồi từ đó quý vị sẽ trả lời cái câu hỏi. Thì như quý vị thấy là cái câu hỏi nó đang hiện ra trên màn hình. Thì không biết quý vị thấy câu hỏi có dễ không? Xuân Huỳnh thấy là nó rất là dễ đó. So cái câu hỏi là bạn nên dùng tinh chất là essence dưỡng da, một là sau kem dưỡng mặt và trước kem dưỡng ẩm, hoặc là hai là sau khi mình rửa mặt, hoặc là ba là sau khi rửa mặt và trước kem dưỡng ẩm. Thì cái này nó là hơi tricky một cái, nhưng mà nếu mà quý vị có câu trả lời rồi đó, quý vị có thể nhắn vào cái số là 415-819-1497 với lại tên quý vị và cái câu trả lời. Quý vị có thể để là số 1, số 2 hoặc là số 3 thôi. Thì những quý vị nào mà trả lời câu hỏi này đúng đó, thì ngày mai Jennifer sẽ lựa những cái số đó ra. Và một người may mắn đó, hoặc cũng có thể là ba người may mắn, Jennifer sẽ điện đến và quý vị có thể cùng Jennifer quay cái sổ số. Đúng rồi. Dạ. Để mà biết đâu mình sẽ là người thắng được cái giải thưởng rất là đặc biệt của công ty. Dạ, và những giải thưởng đó sẽ gồm có là nước uống collagen beauty drink, có là những cái kem dưỡng da, và maybe nếu mà quý vị may mắn cũng sẽ có thể trúng là cái bộ trị nám mà quý vị thấy trên màn hình ngày hôm nay. Và bộ trị nám này có giá, nếu mà quý vị mua riêng lẻ đó là tới thâu đồ là 650 đồng lận. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì với promotion vô cùng đặc biệt là chỉ có 410 đồng cho 6 sản phẩm. 3 sản phẩm mình thoa trên da bên ngoài và 3 sản phẩm mình uống vào bên trong. Tại vì đối với công ty dược mỹ phẩm Forever Be More thì mình chỉ thoa bên ngoài thôi, mà mình không có nuôi dưỡng cơ thể của mình, làn da của mình khỏe mạnh thì nó không có đủ. Dạ, và cái bộ trị nám này đó, công ty Forever Be More thấy đó là có rất là hiệu quả với những quý khách mà đã xài cái bộ này qua. Of course, đây là lần đầu tiên mà công ty Forever Be More mang đến quý vị những cái sản phẩm này trở thành một cái bộ collection. Nhưng mà trước đây đó cũng có rất là nhiều cô mà họ bị nám rất là lâu năm rồi mà không có cách nào mà để trị hết. Thì cô Ngọc Nhi đã làm việc riêng với lại những cô này đó, step by step, để giúp họ trị những vết nám mà bây giờ họ đã hết luôn rồi. Và họ rất là cảm ơn cô Ngọc Nhi đã patient với họ và giúp họ đỡ cái đó. So nếu mà quý vị muốn mua cái bộ này ngày hôm nay để trị những cái vết nám mà lâu năm rồi không có trị được đó, quý vị có thể điện vào số đó là 415-819-1497 và quý vị có thể giữ cái bộ collection này. Và trong những chương trình lần sau của chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ mời những cái khán giả, những cái người mà đã sử dụng những cái mỹ phẩm này mà bị nám, mà bây giờ cái làn da đã trở nên đẹp hơn, cái vết nám nó mờ hơn, để mà lên đây chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Và nếu mà quý vị muốn trò chuyện chung với là Jennifer và Xuân Huỳnh, hay là có bất cứ câu hỏi gì về những cái sản phẩm này, quý vị có thể điện vào. Hôm nay là show trực tiếp và cái số để lên TV đó là 415-819-1497. Và Jennifer cũng có thấy live trên Facebook đây.
Và em có thấy là chị số là 7276 đang nhắn cho em, chị ơi chị nhớ là chị bấm raffle nhưng mà chị nhớ là bỏ cái câu hỏi, cái câu trả lời của chị trong đó nha. Dạ, và Jennifer cũng có thấy là trên Facebook cũng có những quý khách đang coi, thì Jennifer và Xuân Huỳnh cũng say hello và nhớ là những quý vị đang coi trên Facebook cũng có thể tham gia cái chương trình sổ số này. Bằng cách là mình có thể nhắn tin vào hoặc là gọi số phone 415-819-1497. Dạ, rất là đơn giản này, đơn giản hơn hồi hôm qua rất là nhiều. Yeah. So quý vị có thể đánh cái câu trả lời của quý vị đó và tên của quý vị vào cái số phone 415-819-1497 để Jennifer lưu lại. Dạ, và quý vị không có cần lo là nó bị thất lạc. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ mình trở lại với cái promotion, với những cái sản phẩm ngày hôm nay một lần nữa. Dạ. Thì với cái bộ kem mà mình thoa bên ngoài để mà chỉ nám đó Jennifer. Dạ. Thì đối với em thì em thấy cái sản phẩm này em thích nhất? Em thì em thích xài nhất là cái kem yến. Tại vì kem yến mình xài cả lẫn ban ngày, ban đêm cũng được nữa. Nhưng mà ban ngày đó, tại vì Jennifer mang makeup lên đó, thì cái kem dưỡng ẩm ở dưới đó rất là quan trọng. Nhưng mà mình dùng cái loại kem mà nó không có đủ dưỡng ẩm đó, thì mình thoa makeup lên nó cảm thấy đúng là rồi, nó không có rút gì vào. Dạ. Mà nó nhiều khi nó sẽ không được tự nhiên nữa. Mình thấy nó hơi bết bết, bột bột, phải không? Dạ. Sáng là Jennifer vậy. Và mình thoa là nếu mà serum thì thoa serum lên, sau đó là thoa cái kem kem yến lên, và cuối cùng đó là thoa cái kem chống nắng BB cream của Forever Be More, đó là kem 4.1 đó. Dạ. Và tí má hồng lên. Dạ. Còn Xuân Quỳnh thì Xuân Quỳnh rất là thích cái kem mà mình chỉ nám những cái chỗ, ngay cái chỗ dark spot vào ban đêm. Dạ. Tại vì á, nó có những cái tinh chất giống như là từ nha đam, lô hội, hoa cúc. Đó. Dạ. Là những cái chất mà nó nuôi dưỡng và làm mờ đi cái vết nám của mình. Và đặc biệt nó là những cái thành phần tự nhiên. Dạ, so mình không có cần lo là nó bị like đỏ da mặt của mình. Đúng rồi. Dạ. Jennifer thấy trên đây là có chị là 4669 5378 7276 đã nhắn vào cái câu trả lời của những chị đó. So rất là cảm ơn những chị đã tham gia cái sổ số. Nếu mà quý vị muốn tham gia cái sổ số này, nhớ là nhắn cái câu trả lời vào số là 415-819-1497. Và cái câu hỏi đó là khi quý vị xài là tinh chất là essence, xài giống như cái serum này đó, quý vị xài trước ở đâu? Trước khi đó Jennifer xin trả lời cái câu hỏi phone này. Hello. Hi, I'm calling about collagen. Oh yes, can you give us 1 second? We are on the live show right now. What is may I ask your name, please? Yes, my name is Cynthia Peterson. And I'm calling about collagen for the reduction of my wrinkles that I have, and I'm hoping that it can calm them down. Yeah, absolutely, Cynthia. I have another person on the line right now. Could I just wrap that up and give you a call back in about 10 minutes? Yes, you have my number? Yes, I have it, 714-786-7452. Okay, great. Thank you. Thank you so much, Cynthia. Okay, bye-bye. Ok, so cái phone đó cũng là cho những quý khách bên line tiếng Anh là bên Mỹ điện vào, thì chắc sau giờ làm việc thì nó lỡ vô số phone này thì dạ. Yeah. So nếu mà quý vị có những bất cứ câu hỏi gì về collagen hoặc là những sản phẩm này, quý vị có thể điện vào trực tiếp, đó là 415-819-1497. Đúng rồi, là quý vị đừng quên là nhắn cho Jennifer với Xuân Quỳnh ở số điện thoại 415-819-1497. Khi mà mình muốn order thì mình cũng có thể nhắn, hoặc là mình có thể hẹn cái giờ để mà mình đến với công ty, và mình cũng có thể trả lời qua cái cũng bằng cách là nhắn qua cái số phone này. Dạ, và cái promotion này đó cũng không phải lúc nào cũng có. Đúng hết. Rồi. Thường thường nếu mà mình mua riêng đó là mình phải trả tới 650 đồng lần. Nhưng mà đặc biệt cái ngày hôm nay, 6 sản phẩm này trong cái bộ trị nám dành cho những quý khách nào mà da bị tổn thương, đúng bị rồi, hư hại đó, thì quý vị có thể trả là chỉ có 410 đồng thôi. Đúng rồi. Mà Xuân Quỳnh thấy là mình đừng có chờ đến khi nào da mình bị tổn thương. Mình phải ngăn ngừa nó ngay từ lúc đầu. Thì khi mà mình sau này mình sẽ đỡ tốn tiền để mà mình trị hơn, phải không? Đúng rồi. Để Jennifer coi trên đây. So cái raffle đó, ngày mai công ty Forever Be More sẽ sổ số trên đài này. So nếu mà quý vị muốn tham gia đó, nhớ là để cái alarm là từ 6 đến 7 giờ, nhớ là coi cái chương trình này. Và cái đường line sẽ cắt vào lúc
6 giờ show quý vị sẽ có nguyên cả ngày hôm nay và cũng có đến ngày mai để tham gia cái sổ số nha. Và nói về cái phần thưởng đó Jennifer, thì bật mí một chút đi, một chút thôi để cho quý vị khán giả biết. Dạ, so trong cái quầy sổ số đó sẽ có rất là nhiều quà tặng trong đó. Trong đó là Jennifer, theo Jennifer nhớ đó là nó có tới 10 chỗ để thắng lận, so 10 cái spot. Thì mỗi spot đó là sẽ có những cái quà đặc biệt, không phải là cái nào cũng sẽ là thắng hết. So mình sẽ có là nước uống collagen beauty drink cho những quý vị nào mà đã yêu thích collagen beauty drink hoặc là chưa xài qua. Trong đó cũng sẽ có những cái loại kem dưỡng, cũng có những cái miếng che chống nắng chung xe nữa. Đúng rồi, đặc biệt là cái mùa hè này là Xuân Quỳnh rất là thích cái miếng che chống nắng ở trong xe đó. Và quý vị có thể theo dõi cái chương trình In Your Skin này với lại Jennifer và Xuân Quỳnh mỗi thứ ba, thứ tư và thứ năm trên đài Lido Sài Gòn TV từ 6 giờ cho đến 7 giờ chiều. Và một lần nữa là Xuân Quỳnh muốn nói lại cái promotion. Cái promotion ngày hôm nay đó là thay vì quý vị trả 650 đồng cho 6 cái sản phẩm, 3 cái sản phẩm là kem mình thoa, cái vết nám mình chỉ nám bên ngoài và 3 cái sản phẩm mình uống vào bên trong á, thì cái promotion ngày hôm nay là 410 đồng cho 6 sản phẩm. Và quý vị cũng có thể đến chi nhánh của Forever Be More ở Nam Cali, Gulf Harbor and MacArthur. Thì khi quý vị đến chi nhánh này, quý vị có thể tư vấn làn da và đồng thời cũng có thể mua nguyên cái bộ trị nám này luôn. Thì cho những khách walk-in á, từ đây đến ngày Chủ nhật đó, quý vị sẽ được tặng là không phải là 30 cối mà được 60 cối của cái collagen bột. Và cũng được tặng thêm là cái chai thủy tinh. Cái này là Jennifer rất là thích xài chung với lại cái collagen bột. Tại vì nó rất là đẹp, nó dễ dùng, bỏ vào bớt hoặc là để kế bên cái bàn của mình khi mình làm việc. Mà mình dùng cái chai này nó cũng nhắc mình uống nước thường xuyên hơn, phải không, khi mà quý vị để ngay cái bàn của mình. Và 410 Mỹ Kim cho 6 sản phẩm gồm có là tinh chất nho thai cừu, kem yến, kem trị dark spot, trị vết nám, beauty dose trị giá là 80 đồng, miracle capsule, 60 gói collagen powder nếu như quý vị order ngày hôm nay hoặc trong vòng cuối tuần này. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị càng nhanh tay thì càng tốt. Tại vì cái bộ này cũng có cái limited quantity thôi. Chỉ có vài bộ để dành cho những quý khách đó thôi. Và Jennifer rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình In Your Skin với lại Jennifer và Xuân Quỳnh. Một lần nữa, nếu mà quý vị muốn đến chi nhánh của công ty Forever Be More, xin nhắn vào cái số trên màn hình đó là 415-819-1497. Và đừng quên theo dõi show In Your Skin ngày mai nha quý vị, bởi vì quý vị sẽ biết được ai là người chiến thắng những cái món quà rất là đặc biệt từ công ty. Và Jennifer và chị Xuân Quỳnh xin hẹn gặp lại lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.